Xin chào mọi người á, thì hôm nay á mình sẽ hướng dẫn mọi người á dùng cái máy giả lập để mình sẽ giả lập để kiểm tra cái tín hiệu điều khiển bobin nè, rồi kim phun nè, rồi điều khiển là bơm xăng nè, khiển bướm ga điện nè và các cái cơ cấu chống hàn khác. Thì để mà mình giả lập á thì mình sẽ kết nối cái tín hiệu cảm biến trục cam này và trục cơ này. Đây là tín hiệu trục cơ này, nó chạy dắt với xong máy nè, và đây là cái dắt của cảm biến trục cam. Thì mình sẽ kết nối cái chân tín hiệu cảm biến trục cam vào cái máy giả lập, rồi mình kết nối cái chân tín hiệu của cái cảm biến trục cơ vào cái máy giả lập. Đây là cái dắt ra của cái máy giả lập này. Rồi tiếp theo á mình sẽ bật nguồn của cái chìa khóa lên nè, rồi mình sẽ dùng, nếu mà mọi người muốn coi thông số thì mọi người sẽ dùng cái máy chẩn đoán này thì mình coi thông số, coi các tín hiệu ISO điều khiển cái bobin này, điều khiển kim phun này, điều khiển bơm xăng này, rồi tín hiệu của cam cơ này, mình sẽ xem được. Rồi tiếp theo là mình sẽ vào cái máy giả lập, mình chọn cái mục liên quan tới cái xe này, chọn dòng Hyundai nha. Rồi tiếp theo mình sẽ nhấn Enter và mình sẽ dùng dùng cái volume này nè để mình điều chỉnh cái tốc độ động cơ. Thì mình sẽ quay về vị trí thấp nhất nha, rồi mình sẽ Enter nè. Đây. Thì khi mà mình giả lập cam cơ á thì cái ISO nó điều khiển cái bobin nè và cái kim phun nè, mọi người hãy xem nè, mọi người nghe tiếng kêu à, tiếng kêu từ kim phun nè, tiếng kêu từ bobin nè. Bây giờ em sẽ tăng tua lên mọi người xem nha. Thì mọi người có thể dùng cái máy giả lập này để mình điều chỉnh cái tua máy lên. Khi mọi người giả lập á, thì mọi người sẽ thấy là bơm xăng nó chạy, bướm ga điện nó chạy, kim phun nó chạy, bobin nó chạy. Và mọi người muốn kiểm tra cái tín hiệu, cái ISO điều khiển bất cứ thứ gì thì mọi người có thể đo kiểm nó và mọi người sẽ biết cái hư hỏng là do cái nào. Cho mọi người xem cái bướm ga điện nó chạy nè, mọi người thấy kêu nó kêu hoạt động không? Và trên trên cái máy chẩn đoán nó sẽ thay đổi cái phần trăm điều khiển nha.